lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 566 cửa xe đã hàn chặt. Lục cận phong ngã xuống ghế sofa, Tô Yên duỗi hai chân ra ngồi lên người anh, rồi đưa tay vào quần tây của anh. Khóe miệng lục cận phong nhếch lên mỉm cười, anh mặc cho Tô Yên muốn làm gì thì làm, rồi không quên nói một câu, mệt thì nói một tiếng để anh. Anh coi thường ai vậy? Thực tế chứng minh đây quả thực là mất sức. Tô Yên không thể chịu đựng được nữa nên đã bỏ cuộc giữa chừng rồi bị Lục Cận Phong giành lại quyền chủ động rồi tiến công. Tô Yên nằm trên sofa, không quên hùng hổ nói, lần sau, lần sau em nhất định sẽ khiến anh phải xin tha. Hửm, giọng nói của Lục Cận Phong dày, anh còn kéo dài âm cuối, mang cảm giác vô cùng quyến rũ, anh va chạm mạnh rồi nằm trên lưng Tô Yên, kề sát vào tai cô rồi nói bằng giọng từ tính tràn đầy cương chiều và thỏa mãn, ai cầu xin ai. À, Em van xin, em van xin. Tô Yên nắm chặt hai tay vào thành ghế sofa chịu đựng khoái cảm tột cùng mà Lục Cận Phong mang lại cho cô. Nghe thấy giọng nói của Tô Yên, khóe miệng của Lục Cận Phong khẽ nhếch lên, anh cắn nhẹ bả vai của cô, sắp xong rồi. Hiệu quả cách âm của căn nhà rất tốt nên người ăn uống hay đi bộ ở tầng dưới hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ở tầng trên. Lâu doanh sau khi cơm xong rồi đi dạo ở sân sau cả nhà họ Lục. Mặc dù trời đã trở lạnh mọi thứ đều trở nên hưu quạnh nhưng vườn sau nhà họ Lục cây cối vẫn tràn đầy sức sống. Đây đều là những loại cây trái mùa được trồng theo công nghệ mới, khi bị khô héo thì nhà vườn sẽ thay định kỳ. Lâu Doanh nói, đây chính là niềm vui của người giàu có, đúng là không có nhân tính. Bạch Phi Minh đi bên cạnh nói, tiền tiết kiệm của cậu đủ để mua mấy hòn đảo rồi. Nhưng không giống nhau, tiền của mình đều là lấy tính mạng để đổi lấy. Lâu doanh đột nhiên thở dài, phi minh, hai chúng ta đã nghỉ ngơi lâu như vậy, có phải nên làm một vụ không? Không thể cứ miệng ăn núi lở được. Bạch phi minh sửa lại, là mình miệng ăn núi lở. Tốt xấu gì thì bây giờ lâu doanh còn có vạn nhất, sản nghiệp của nhà họ vạn trải dài khắp cả nước, tốc độ kiếm tiền chẳng phải tính bằng dây sao. Audio điện tử võ tấn bền Nhà họ vạn có bao nhiêu tiền không liên quan đến mình, Lâu Doanh thở dài nói, hai bọn mình chỉ là ngoài ý muốn. Sao vậy, bây giờ vẫn muốn ly hôn sao? Tạm thời không ly hôn, xem biểu hiện của anh ta đã nếu không người ta sẽ cho rằng mình không nói đạo lý. Cô ta lạnh lùng vì tiện hái một đóa hoa không biết tên rồi nói, chuyện của đàn ông cứ gác qua một bên đã, phụ nữ vẫn phải chuyên tâm vào sự nghiệp, mình lên mạng xem gần đây có nhiệm vụ gì không kiếm chút tiền tiêu vặt. Lâu Doanh đã rất lâu không lên mạng rồi đây là một trang web chuyên nhận nhiệm vụ trên đường người thuê đăng nhiệm vụ lên và ghi rõ tiền công hoặc tiền công có thể thương lượng đương nhiên địa vị xã hội của lâu doanh và bạch phi minh đang tăng trên thị trường nên rất ít người có thể mời được hai bọn họ hai người họ cơ bản chỉ cần làm một vụ là đủ ăn cả năm lâu doanh vừa lên mạng đã thấy một đơn hàng cô ta bị tiền lương hấp dẫn lâu doanh hưng phấn đếm đầu ngón tay chín chữ số làm một vụ là có thể mua được nửa hòn đảo bạch phi minh nghe xong cũng rất kinh ngạc ai mà lại hào phóng như vậy lâu doanh tiếp tục nhìn xuống dưới cô ta lập tức sa sầm mặt mũi gì vậy là đồng rupee ấn độ không đáng tiền đồng rupee ấn độ chín chữ số cũng không phải ít nhiệm vụ gì bạch phi minh sắp lại gần nhìn cướp bảo vật về phần chi tiết nhiệm vụ trên đó không viết gì nhiệm vụ này có rất nhiều người đã lướt xem nhưng đến giờ vẫn chưa có ai nhận bạch phi minh nói sợ là có vấn đề đừng nhận thì hơn còn chưa nói xong thì lâu doanh đã bấm nhận đơn cô ta quay đầu nhìn bạch phi minh dù sao thì không có việc gì mình rất tò mò muốn xem thử rốt cuộc là bảo vật gì cậu chắc chắn không phải vì tránh vạn nhất chứ bạch phi minh đúng là đi guốc trong bụng lâu doanh cái gì cũng biết ai cũng không thể ngăn cản mình kiếm tiền lâu doanh nhanh nhẹn nói phi minh thu dọn đồ đạc chúng ta lập tức xuất phát không chào hỏi một tiếng à nếu mình nói thì anh ta có thể không đi theo sao Bạch Phi Minh hiểu ý, mình đi trước. Lát nữa mình đến sau. Lâu Doanh phải tiến vạn nhất đi trước. Bạch Phi Minh, sao mình có cảm giác hai chúng ta đang chạy trốn vậy? Lâu Doanh cười nói, tự tin lên, đây không phải là cảm giác đâu. Bạch Phi Minh rời đi trước, Lâu Doanh rủ vạn nhất về nhà họ vạn trước sau đó cô ta mới đuổi theo Bạch Phi Minh. Không ai nói gì về chuyện hai người họ ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt, đến cả Tô Yên và Lâu Doanh cũng chỉ gửi một tin nhắn nói có việc ra ngoài. Đây vốn dĩ chính là trạng thái cuộc sống của Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, thỉnh thoảng sẽ biến mất một thời gian, hai bọn họ đã đi qua khắp mọi nơi, lúc đó Lê Quốc Minh cũng sẽ không hoàn toàn khống chế hai bọn họ, bọn họ được tự do. Khi Lâu Doanh và Bạch Phi Minh một lần nữa bước chân lên con đường ngày trước, Lâu Doanh cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô ta giang rộng hai tay ôm lấy Bạch Phi Minh, Phi Minh, đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Một cuộc sống tự do, tiêu diêu tự tại giữa đất trời. Bên cạnh có một người chi kỷ là đủ rồi. Lâu Doanh vốn là người bay lượn ở chân trời chứ không phải là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có đấu đá ghen tị nhau, cô ta không phải là chim hoàng yến. Bạch Phi Minh nhìn thấy nụ cười vốn đã lâu không hiển hiện trên gương mặt của Lâu Doanh, trong lòng cảm thấy rất vui. Làm xong vụ này, chắc sau này vạn nhất sẽ coi mình là tình địch mất. Lâu Doanh mỉm cười, chúng ta mới là tình yêu đích thực một giờ sau khi Lâu Doanh và Bạch Phi Minh lên đường vạn nhất đang xem bản đồ ở biệt thự Nam Sơn. Sa Thành Nghị đi đến hỏi, cậu đã xem bản đồ này cả nửa ngày rồi, nghiên cứu gì vậy? Vợ tôi, Sa Thành Nghị, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Vạn nhất chống tay lên bàn rồi nhìn chầm chầm vào bản đồ đang chuyển động trên màn hình lớn và nói, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã ra ngoài mà không nói với tôi, từ việc phân tích quỹ đạo di chuyển của họ thì hai người họ chắc đã đến nước S. Cậu bị bỏ rơi rồi à? Sa Thành Nghị nói chúng tim đen. Vạn nhất, vợ tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Vợ cậu không đưa cậu theo. Sa Thành Nghị tiếp tục sát muối vào tim anh ta. Vạn nhất quay người lặng lẽ cầm lấy một chai nước rồi uống một ngụm để an ủi. Ngay từ đầu Vạn Nhất đã biết Lâu Doanh và Bạch Phi Minh muốn đi, chút mánh khóe của Lâu Doanh không giấu nổi anh ta. Nhìn thấy Vạn Nhất trầm ngâm, Sa Thành Nghị đi tới nói, tôi vẫn luôn tò mò, sao cậu lại thích Lâu Doanh vậy? Sa Thành Nghị cứ nghĩ rằng vạn nhất sẽ mãi độc thân hoặc lấy một cô chiêu con nhà giàu nhưng không ngờ cuối cùng anh ta lại tìm một oan gia. Vạn nhất và lâu doanh trước đây có thể dùng hình ảnh mèo và chuột để hình dung. Vạn nhất liếc nhìn Sa Thành Nghị, loại độc thân như cậu không hiểu đâu. Sa Thành Nghị, Lục Cận Phong cũng từng nói như vậy. Ở nhà cũ của nhà họ Lục, sau khi vận động xong tôi yên mệt mỏi nên cô lại ngủ thêm hơn một tiếng nữa. Cô bị tiếng gõ của đánh thức, Người gõ cửa là Lệ Uyển, "Tiểu Yên, con dậy chưa? Người nhà họ An đến tìm con, đang ở dưới phòng khách." Tô Yên mở to hai mắt, "An Minh đến tìm sao?" Lục Cận Phong đến công ty rồi, Tô Yên lật người ngồi dậy, cô đã quên mất chuyện liên lạc với An Hinh. An Minh đến tìm cô nhất định là vì An Hinh. Tô Yên thay quần áo và xuống tầng, An Minh đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Chương 567 sẽ không gặp lại tôi nữa. Tô Yên nói thật, hình hình không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? An Minh chán nản, cô ấy biết, cô ấy biết hết. Trái tim Tô Yên đập thình thịch, cô ấy biết anh chính là con ruột của An Chí Thanh. An Hinh chạy ra ngoài, Tô Yên cứ lo An Hinh sẽ biết. An Minh gật đầu, vẻ mặt anh ta đau khổ, là tôi có lỗi với Hinh Hinh. Bây giờ nói mấy lời này còn có tác dụng gì chứ, mau đi tìm người thôi, lần cuối cùng anh thấy cô ấy là lúc nào? Cô ấy có quay lại bệnh viện không? Ừm. An Minh gật đầu rồi nhắm mắt trong đau đớn. Sau khi hai người rời đi vào đêm hôm qua, An Minh ngất đi và được đưa đến bệnh viện, sau khi anh ta tỉnh lại thì lập tức đi tìm An Hinh. Nơi có thể tìm, nơi An Hinh có thể đi, anh ta đều đã tìm hết nhưng vẫn không tìm thấy cho nên giờ mới đến đây tìm Tô Yên. Anh ta không ngờ An Hinh thậm chí còn không liên lạc với Tô Yên. Đúng lúc này điện thoại của Tô Yên vang lên, hai người tưởng rằng đó là An Hinh nhưng gọi đến lại là một số lạ, là số điện thoại cố định. Tô Yên cao mày nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, xin hỏi đây có phải là người nhà của An Hinh không? Vâng, Tô Yên vội vàng hỏi, có phải Hinh Hinh xảy ra chuyện rồi không? Cô ấy ở đâu? Cô đến bệnh viện một chuyến đi. Được. Tô Yên cúp máy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. An Minh hỏi: "Hinh Hinh làm sao vậy?" "Ở bệnh viện, đi đến đó mới biết được." Tô Yên lo lắng nói. An Minh cũng đi theo xe của Tô Yên, hai người cùng đến bệnh viện, vừa hỏi bác sĩ mới biết An Hinh đang trong phòng phẫu thuật. An Hinh uống thuốc phá thai, cô ấy đã nhờ một bác sĩ tại một phòng khám kê thuốc nhưng không ngờ phòng khám đó là phòng khám chui, kê thuốc sai làm An Hinh chảy máu không ngừng, nhân viên khách sạn phát hiện mới vội vã đưa cô ta vào bệnh viện. Nghe bác sĩ nói vậy An Minh loạn trọng ngã xuống hành lang bệnh viện, khóe miệng anh ta nhếch lên nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, cứ cười cười rồi bật khóc. Trong lòng cô ấy phải hận tới nhường nào mới dứt khoát uống thuốc phá thai như vậy chứ. An Minh đau khổ khóc lóc, anh ta nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn rồi đột nhiên hai tay anh ta đấm mạnh xuống đất, giọng nói khản đặc, hinh hinh. Tô Yên nhìn thấy cảnh này, trái tim cũng thắt lại, khi biết An Minh bắt nạt An Hinh, cô rất hận nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của An Minh thì ngoài hận thù cô còn thấy bùi ngùi. Cảm xúc của Tô Yên bây giờ rất phức tạp, cô không biết mình đúng hay sai khi điều tra mối quan hệ giữa An Minh và An Hinh, rốt cuộc cô sai hay đúng. Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ trên tay dính đầy máu đi ra, máu của bệnh nhân không cầm được, tim đã ngừng đập một lần, ý chí sinh tồn của bệnh nhân rất yếu, bệnh nhân muốn chết để cứu mạng bệnh nhân chúng tôi có khả năng sẽ phải cắt tử cung của bệnh nhân như giải pháp cuối cùng, người nhà ký vào giấy báo bệnh tình nguy kịch trước đã. Từng lời bác sĩ nói giống như một chiếc búa nặng nề dáng liên tục vào đầu an minh. Ai có thể cứu được một người muốn chết chứ? Tô Yên run rẩy hỏi, không còn cách nào khác sao bác sĩ? Cắt bỏ tử cung đồng nghĩa với việc cả đời này cô ấy sẽ mất đi cơ hội làm mẹ bác sĩ lắc đầu người nhà nên nhanh chóng ký tên bệnh nhân không thể trì hoãn thêm nữa sao tô yên dám ký tên chứ cô nghĩ đến sa thành nghị bèn nói với bác sĩ bác sĩ đợi tôi một phút chỉ một phút thôi tô yên lập tức gọi điện cho sa thành nghị sa thành nghị đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay lại đảo thì thấy cuộc điện thoại của tô yên anh ta biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt lành để làm cả sa thành nghị lắc đầu rồi bất lực nghe máy tô yên có chuyện gì vậy Hình hình uống thuốc phá thai chảy rất nhiều máu nguy hiểm đến tính mạng, anh mau đến bệnh viện nhân dân một chuyến đi. Sa Thành nghỉ cao mày, tội yên, tôi không giỏi về phụ khoa. Hình hình, hai mắt An Hình đỏ hoe xông vào trong phòng phẫu thuật. Người nhà, người nhà, anh không thể vào trong, bác sĩ vội vàng ngăn lại. An Minh xông vào nhìn thấy An Hình đang nằm trên bàn mổ, trái tim anh ta như muốn tan nát. Hình hình, An Minh nắm lấy tay của An Hình nước mắt rơi xuống khuôn mặt An Hinh, Hinh Hinh, em không được chết, em có nghe thấy không, không có sự cho phép của tôi em không được chết. Sắc mặt An Hinh tái nhợt, An Minh đột nhiên xông vào khiến bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều sững sờ. An Minh giống lên, mấy người còn đứng đó làm gì? Mau cứu cô ấy đi, tôi chỉ cần cô ấy sống, nếu như cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ khiến cả cái bệnh viện này phải chôn cùng. An Hinh đang rất nguy hiểm, lượng máu chảy ra vẫn rất lớn, không đuổi An Minh đi được nên tạm thời bác sĩ cũng không quan tâm nữa mà tập trung cứu An Hinh. Vì để cầm máu các bác sĩ đã nhét rất nhiều gạc cầm máu nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt. Sắc mặt An Hinh vẫn tá nhợt, tay lạnh ngắt, lúc này màn hình phát ra tiếng chuông báo động. Bác sĩ lo lắng nói, không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân ngày càng yếu. Vẻ mặt An Minh thay đổi rõ rệt. Anh ta nắm chặt lấy tay An Hinh như thể chỉ cần buông ra thì An Hinh sẽ mãi mãi rời xa anh ta vậy. Hình Hinh, em cố gắng lên, chỉ cần em sống tôi nhất định sẽ tránh em thật xa không làm em tức giận nữa. Nếu em không muốn gặp tôi, hy vọng tôi rời khỏi đế đô thì tôi sẽ đi, em muốn tôi thế nào cũng được, được không em? Cũng không biết có phải do lời nói của An Minh hay không mà trái tim An Hinh đập mạnh mẽ hơn. Tô Yên lo lắng đợi ở bên ngoài của phòng phẫu thuật, Sa Thành Nghị đang định rời đi thì bị Tô Yên gọi lại. Sa Thành Nghị bất lực nói, Tô Yên, tôi thực sự không giỏi mảng này. Cô Yên nhìn chằm chằm của phòng phẫu thuật nói, "Tôi biết anh không giỏi nhưng có anh ở đây tôi yên tâm hơn." Trình độ y học của Sa Thành Nghị rất tốt, những người anh ta từng cứu chữa, không nói là đều chữa khỏi nhưng ít nhất thì cô và Lục Cận Phong đều không sao, gọi Sa Thành Nghị đến đây đứng bên cạnh cô khiến cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sa Thành Nghị không giỏi về phụ khoa nhưng anh ta quen một người và trùng hợp là người đó lại ở Đế Đô. Sa Thành Nghị gọi một cuộc điện thoại, người đó đến ngay sau nhiều tiếng phẫu thuật, An Hinh đã qua cơn nguy kịch và tử cung cũng được giữ lại. Nhưng lần này An Hinh uống nhầm thuốc, vốn dĩ đã khó thụ thai, cho dù lần này giữ được tử cung nhưng muốn mang thai thì còn khó hơn lên trời, có thể nói là gần như không thể mang thai nữa. An Hinh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật vào phòng bệnh, An Minh dõi theo toàn bộ quá trình. Sa Thành Nghị nói, cũng si tình phết. Tô Yên không nói gì, có những lúc cái tình dùng nhầm chỗ sẽ hại chết người khác. An Hinh có ngày hôm nay chẳng phải đều là nhờ có An Minh sao? An Minh ở cùng với An Hinh trong phòng bệnh một lát, An Hinh chưa tỉnh lại thì anh ta đã rời đi rồi. Lúc An Minh rời đi có nói với Tô Yên, phiền cô chăm sóc cô ấy, đợi khi nào cô ấy tỉnh lại cũng đừng nhắc đến tôi trước mặt cô ấy. Anh không đợi cô ấy tỉnh lại sao? An Minh cười khổ nói, không cần đâu, cô ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi, sau này cô ấy cũng sẽ không nhìn thấy nữa đâu nói xong An Minh rời đi. Tô Yên nhìn theo bóng lưng của An Minh, trông vừa cô đơn lại vừa trầm buồn. chương 568, hối tiếc, hoài niệm. Một số người đã định sẵn để hối tiếc. Một số người được định sẵn để hoài niệm. Tô Yên ở lại bệnh viện, nửa đường lục cận phong gọi điện hỏi thăm tình hình. Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Tô Yên nhìn An Hinh trên giường rồi khẽ thở dài, không biết sau khi Hinh Hinh tỉnh dậy những ngày tháng sau này phải sống như thế nào chuyện hôm nay sợ là không giấu được lý văn ngày tháng còn dài lục cận phong nói nửa tiếng trước an minh đã tuyên bố từ chức chủ tịch tập đoàn nhà họ an nhà họ an đang náo loạn lên tô yên đột nhiên hiểu những lời cuối cùng mà an minh nói trước khi rời đi an hình uống thuốc phá thai mất con suýt mất mạng chuyện lần này là một cú đả kích lớn đối với an minh anh ta định rời khỏi đế đô sao Lúc này người mà An Hinh không muốn nhìn thấy nhất chính là An Minh nên anh ta sẽ làm như những gì cô ấy mong muốn. Có lẽ, xa nhau mới là kết cục tốt nhất, Tô Yên không cảm thấy buồn nữa. Yên Yên, em ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, anh đi nước M một chuyến, chắc khoảng nửa tháng mới về. Sao anh đi lâu vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nguồn thu chính của ám giả đến là ở nước M. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đi nước S rồi vạn nhất lơ đễnh nên chuyện của ám giả có mình anh lo nên anh phải đi một chuyến. Được, anh nhớ chú ý an toàn. Tô Yên dặn dò, mỗi ngày gửi một video, gọi một cuộc điện thoại, gặp phải sinh vật giống cái phải đi đường vòng. Lục Cận Phong ở đầu dây bên kia khẽ cười, trong mắt anh, ngoài em ra những người khác đều là giống được. Nói rồi Lục Cận Phong bổ sung thêm, ngoại trừ con gái sau này của chúng ta. Nguyện vọng được sống khá mạnh mẽ lúc lục cận phong gọi điện thoại anh đang ở sân bay tôi yên nghe thấy thông báo trên đài phát thanh của sân bay hai người đang nói chuyện một lát rồi cúp máy tôi yên tiếp tục trông chừng an hinh mãi đến tối an hinh mới tỉnh dậy lúc tỉnh cô ta có cảm giác như mình đã trải qua mấy kiếp vậy nhìn thấy tôi yên đang ngồi bên cạnh cô ấy cười khổ nói hóa ra vẫn chưa chết nói mấy lời không may gì vậy gì mà chết với không chết chứ Tô Yên thấy An Hinh tỉnh lại lòng mới thở phào nhẹ nhõm nói, Hình Hinh, sao cậu lại ngốc như vậy? Nước mắt An Hinh rơi lã chã, cô ấy cười nhưng không nói gì. Sau khi thuốc mê hát tác dụng An Hinh rất đau, đặc biệt là lúc cô ấy đi vệ sinh, đau tới mức chảy nước mắt. Tô Yên không nhắc đến An Minh trước mặt An Minh, An Hinh hỏi có phải An Minh từng đến không? Tô Yên do dự gật đầu, lúc cậu làm phẫu thuật anh ấy lo lắng cho cậu nên đã xông vào phòng phẫu thuật rồi ở bên cạnh cậu suốt cho đến khi kết thúc đúng rồi anh ấy đã từ chức chủ tịch tập đoàn an thị giờ không rõ ở đâu ừm an hinh chỉ thờ ơ gật đầu không nói gì cũng chẳng hỏi thêm câu nào mình đi mua cho cậu chút gì ăn cậu nằm nghỉ ngơi một lát đi ừm an hinh nằm xuống còn tô yên thì đi ra ngoài mua đồ ăn tô yên vừa mới đi được một lát thì chú tuyển đến An Hinh nhắm mắt nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động cô ấy mở mắt ra, nhìn thấy chú Tuyền ánh mắt cô ấy vô cùng mâu thuẫn. Chú Tuyền đại diện cho An Chí Thanh. Bây giờ An Hinh không muốn nghe cũng không muốn gặp bất kỳ ai có liên quan đến nhà họ An. "Cô cả." Chú tuyển mỉm cười đi vào, "Ông chủ biết cô đang nằm viện nên bảo tôi đến thăm cô, cô đỡ hơn chưa?" "Ông ấy không dám đến sao?" An Hinh chế nhạo, "Đúng rồi, ông ấy là đồng lõa giết người thì sao dám đến gặp con chứ?" cô cả, hai, chú Tuyền thở dài, chuyện năm đó ông chủ đã tự trách mình hơn 20 năm, cô cả, hận thù chỉ khiến cô buồn giàu, hãy quên nó đi. Từ tận đáy chú Tuyền mong An Hinh tiếp tục sống vô lo vô nghĩ, mỉm cười vui tươi hồn nhiên như trước đây. Có thể quên sao, An Hinh hỏi ngược lại rồi tự chế diễu, chú Tuyền, con đã đi qua cánh cổng địa ngục một lần. Cho dù đã đi một lần nhưng cô ấy vẫn không thể buông bỏ được. Cha mẹ cô bị cha mẹ An Minh giết hại, Cuộc sống của cô ấy đã bị An Minh và An Trí Thanh hủy hoại. Tình yêu thương hơn 20 năm nay là chuộc lỗi chứ không phải tình yêu thương của cha. Cô ấy đã nhận giặc làm cha. Chú Tuyền biết không thể nào khuyên giải được An Hinh nên nói cậu cả đi rồi chỉ để lại một bức thư cắt đứt quan hệ với ông chủ. Cậu ấy nói không quay lại nữa và bảo ông chủ giao tập đoàn an thị cho cô coi như bồi thường còn về việc cậu cả đi đâu thì không ai biết. Chú Tuyền, chú đi đi sau này không cần nói với con chuyện của nhà họ an nữa thứ nhà họ an con cũng không cần sáng nay bà chủ đã tự tử trong bệnh viện tâm thần câu nói của chú tuyền khiến lời nói tiếp sau của an hinh nghẹn lại thủ phạm hại chết cha mẹ đã tự tử rồi vậy bảo cô phải đi hận ai bây giờ tìm ai đòi công bằng cho cha mẹ đây sau khi tôi yên mua bữa tối từ bên ngoài về khi bước vào trong khoa điều trị nội chú cô phát hiện có người đang theo dõi mình Tô Yên cố ý đi vào nhà vệ sinh sau đó trốn đằng sau bức tường, khi nghe thấy tiếng bước chân của người đó đến gần bèn nhặt cây lau sàn nhà bên cạnh đánh. A, à, Tô Yên, là tôi. Chương 569, người nên đến thì có trốn cũng không được. Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tô Yên bèn dừng lại rồi nhìn kỹ thì đó là Trương Mộng. Sao cô lại ở đây? Xin lỗi, tôi không biết là cô, cô có đau lắm không? Trương Mộng bị đánh mấy gậy thực sự rất đau không sao trương mộng lắc đầu tôi nghe nói cô xảy ra chuyện nên đến bệnh viện thăm cô Hửm, tôi yên không tin mấy lời này lắm cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú nhưng cô không vạch trần cảm ơn hiện tại thì tôi không sao rồi cô đã xuất viện hơn nữa cũng chẳng ở bệnh viện này cô đang ở đây chăm sóc an hinh nếu như trương mộng thật lòng thì sẽ không đi nhầm chỗ và cũng đã sớm đi thăm cô rồi trương mộng tìm đến đây chứng tỏ là có ý đồ nếu không cũng sẽ không biết cô ở đây tô yên bê bữa tối mua cho an hinh vào phòng bệnh tô yên trương mộng đi theo khuôn mặt nở nụ cười tô duy vẫn khỏe chứ lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh ấy bây giờ anh ấy ở đâu đây chẳng phải là đang cố tình hỏi sao trương mộng cứ có thời gian là lại đến bệnh viện tâm thần thăm tô duy tô yên cũng biết chuyện trương mộng đi thăm tô duy trương mộng giả ngu Tô Yên cũng giả vờ, không biết nữa, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp Tiểu Duy, không biết nó chạy đi đâu rồi, thằng nhóc này lớn rồi chứ có còn nhỏ gì đâu mà cứ làm người ta lo lắng. Thấy Tô Yên giả ngốc, Trương Mộng nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào. Hôm nay cô ta đến tìm Tô Yên là muốn Tô Yên thả Tô Duy ra. Vừa nói Tô Yên vừa đẩy cửa phòng bệnh của An Hinh. An Hinh đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt đầy nước mắt. Hinh Hinh, ăn chút gì đi. Tô Yên lấy bữa tối đưa cho An Hinh ở bên cạnh. An Hinh vội vàng lau sạch nước mắt, cô ấy không hề thấy thèm ăn nên nói, "Tô Yên, cậu cứ để đó đi." Tô Yên cũng không ép An Hinh, Trương Mộng đi theo phía sau Tô Yên, thấy sắc mặt An Hinh tái nhợt nước mắt long tròng bèn nhỏ giọng hỏi, "Tô Yên, An Hinh sao vậy? Bị bệnh sao?" "Ừm," um. Tô Yên nói qua loa vài câu, "để Hinh Hinh nghỉ ngơi một lát, cô tìm tôi vì chuyện của Tiểu Duy, chúng ta ra ngoài nói." Có vài lời không tiện nói ở chỗ An Hinh với lại Tô Yên cũng không muốn làm phiền An Hinh. Thấy Tô Yên quay lại chủ đề về Tô Duy, Trương Mộng vui mừng khôn xiết, cô ấy đi theo ra ngoài. Ở cuối hành lang không người qua lại Tô Yên hỏi, cô và tiểu Duy còn có quan hệ gì? Sao lại nghĩ đến chuyện tìm nó? Tô Yên vẫn giả ngu. Trước đây có liên lạc, Trương Mộng nửa đùa nửa thật nói, mấy ngày trước tôi nhận được điện thoại của Tô Duy. Anh ấy nói anh ấy đang ở bệnh viện tâm thần bảo tôi đến tìm anh ấy. Tôi cũng muốn chứ, một người đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện tâm thần chứ nên tôi mới nghĩ có phải Tô Duy đang nói đùa không vì vậy mới tìm cô hỏi, rốt cuộc Tô Duy đang ở đâu? Thế nào rồi? Vẫn không nói thật. Tô Yên nhếch môi nói, "Khéo chỉ là trò đùa của Tô Duy thôi, nó ấy à trước cũng thường hay đùa với tôi như vậy." Nói đến đây, Tô Yên vẫn chưa nói xong thì Trương Mộng đã sốt ruột rồi cuối cùng cô ấy không kìm được nữa. Trương Mộng lo lắng nói, tôi yên, tôi duy ở trong bệnh viện tâm thần, tôi từng gặp anh ấy, là cô và Lục Cận Phong đưa cậu ta vào đó, sao cô có thể nói mình không biết chứ, anh ấy mất tay trái lại còn bị hai người nhốt trong bệnh viện tâm thần, cô không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn sao, anh ấy là em trai cô. Tô Yên điềm tĩnh nhìn Trương Mộng, chẳng phải cô cũng đang vòng vo tam quốc với tôi sao? Trương Mộng nhất thời không biết nên nói gì, tôi, tôi sợ cô không vui người tô duy quan tâm nhất là cô nếu như cô không vui thì tô duy cũng không vui cô cũng nghe lời nó quá nhỉ tôi yên nói một cách ẩn ý trương mộc lần đầu tiên gặp cô tôi cảm thấy cô là một người thật thà và ngay thẳng có trái tim nhân hậu cũng rất dễ mềm lòng người làm chị như tôi rất vui khi thấy tình cảm cô dành cho tiểu duy ít nhất có người đối xử thật lòng với nó nhưng cô cũng phải có phán đoán riêng của mình tấm lòng chân thành của cô liệu có đáng không tô duy thích tôi Tôi có thể cảm nhận được điều đó." Trương Mộng cười khổ nói, "Có lẽ cô không tin nhưng tôi và Tô Duy mới gặp mặt được mấy lần chứ. Sao có thể thích được nhưng duyên phận là thứ kỳ diệu như vậy đấy, có người xuất hiện trong cuộc đời cô rồi thì đã định sẽ để lại dấu ấn sâu đậm." Tô Yên cau mày, Trương Mộng kéo tay cô rồi cầu xin, "Tô Yên, cô thả Tô Duy ra đi, bệnh viện tâm thần đó không phải là chỗ cho người ở, trong đó đều là người điên, quá đáng sợ, Tô Duy thường xuyên bị người ta bắt nạt." anh ấy chẳng qua là vì bị hận thù che mắt, cô nên giải thoát anh ấy chứ không phải đẩy anh ấy xuống địa ngục, nếu như anh ấy xảy ra chuyện thì cô chính là hung thủ. Lời cuối cùng của Trương Mộng đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của Tô Yên. Tô Duy đã phạm phải rất nhiều chuyện, Tô Yên cũng từng thất vọng nhưng từ đáy lòng cô hy vọng Tô Duy sẽ sửa sai, dù cô có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không thực sự muốn Tô Duy phải chết. Đó là đứa em trai đã lớn lên cùng cô tô yên im lặng một lúc rồi nhìn trương mộng nói quan sát thêm đã nếu như tô duy thực sự tốt thì tôi sẽ cho nó ra ngoài trong lòng cô luôn bất an cô không thể nói ra câu bây giờ sẽ thả tô duy được cái chết của la hiện đình tô duy thoát không nổi liên can việc từ như phúc cắm dê ở đế đô chứng tỏ chuyện này nhất định sẽ được điều tra sâu thêm một khi điều tra ra sự thật thì nơi tô duy ở không phải bệnh viện tâm thần mà là nhà tù những gì tô duy đã làm với lâu doanh cũng thật điên rồ nếu như không thể hoàn toàn chắc chắn Tô Duy khỏi bệnh thì thả cậu ta ra chẳng khác gì thả một con sói. Tô Yên không nói với Trương Mộng những chuyện này vì Trương Mộng cũng chẳng hiểu. Vừa nghe thấy Tô Yên bảo không thả Trương Mộng sốt ruột tức giận nói: "Tô Yên, sao cô lại lòng dạ sắt đá như vậy? Tô Duy nói tốt về cô và Lục Cận Phong trước mặt tôi, bảo tôi đừng hận hai người, để không phá hoại tình cảm giữa cô và Lục Cận Phong anh ấy mới tình nguyện ở đó nhận tội, cô quá máu lạnh, cô không đáng để Tô Duy làm như vậy." Tiểu Duy nói tốt về tôi và Lục Cận Phong. Sao có thể chứ? Tô Duy tuyệt đối không nghĩ Lục Cận Phong đối xử tốt với cậu ta. Tô Yên lo lắng, Tô Duy nói mấy lời này là có ý gì? Trương Mộng nói, đúng thế, Tô Duy thường nói nếu như không có cô thì không có anh ấy ngày hôm nay. Bệnh tim trước đây của anh ấy là do Lục Cận Phong tìm bác sĩ chữa khỏi vì vậy anh ấy vô cùng cảm kích. Gần đây Tiểu Duy hay bị đau thắt ngực sợ là bệnh cũ tái phát, nếu như cô còn tình người thì mau đi thăm anh ấy đi, Nói xong Trương Mộng tức giận bỏ đi. Trương Mộng vừa rời đi Tô Yên bèn gọi điện thoại cho Thương Quan Ân, Sa Thành Nghị đã về đảo rồi, đi nhanh như gì vậy nên cô chỉ đành nhờ và Thương Quan Ân đến bệnh viện tâm thần xem tình hình thế nào. Sau khi dặn dò xong Tô Yên quay trở lại phòng bệnh, tinh thần của An Hinh không tốt lắm, ăn không ngon, cả người đều trở nên phờ phạc đi nhiều. Đôi mắt An Hinh sưng đỏ, cô ấy hỏi, "Tô Yên, có phải sau này mình sẽ không thể có con nữa không?" Tô Yên gật đầu nhưng lại cảm thấy có chút tàn nhẫn nên lại cho An Hinh một tia hy vọng, không phải là hoàn toàn không thể, vẫn có khả năng. Khóe môi An Hinh giật giật cô ấy tựa đầu vào đầu giường. Chẳng sao cả. Màn đêm dần dần bao phủ. Tô Yên không dám rời khỏi bệnh viện sợ An Hinh nghĩ không thông nên cô chỉ có thể gọi điện thoại nhờ lệ Uyển chăm sóc bé ba và bé bốn. Tô Yên đang gọi video trong hành lang rồi tiện thể tương tác với bé ba và bé bốn thì Lý Văn đến. Lý Văn ngồi trên xe lăn do Lưu Tuyết Lam đẩy. Chị, hình hình đâu? Hình hình đang ở đâu? Cô ấy không sao chứ? chương 570, đền tiền đi. Tô Yên nhìn thấy Lý Văn đang đổ mồ hôi lạnh thay cho An Hinh. Tô Yên nhìn về phía phòng bệnh, sau đó nói với Lệ Uyển trong video, mẹ, mẹ giúp con chăm sóc đứa trẻ trước, bên này con có chút chuyện. Lệ Uyển nói, được rồi, con làm chuyện của con đi. Cúp máy trong cuộc gọi video, Tô yên nói với Lý Văn, hình hình ở trong nghỉ ngơi, cậu đợi bên ngoài trước, tôi vào xem. Tô Yên cố tình nói như vậy, cô không thể để Lý Văn đi vào đột ngột như vậy, trước tiên phải hỏi ý của An Hinh. Được, Lý Văn nóng vội chị, chị vào hỏi giúp em đi. Tô Yên gật đầu, liếc nhìn Lưu Tuyết Lam một cái rồi mới đi vào. An Hinh không ngủ, cô ấy căn bản là ngủ không được, cô ấy chỉ là nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, nghe thấy tiếng Tô Yên đi vào, cô ấy mở mắt ra, Tô Yên. Lý Văn đến rồi, đang ở ngay trước cửa, cậu có muốn gặp không? Nếu không muốn gặp, mình sẽ tìm lý do để cậu ấy về trước. An hình chua xót giật giật khóe miệng, nên đến thì trước sau gì cũng đến, để cậu ấy vào đi. An hình ngồi thẳng dậy hỏi, Tô Yên, có trông mình bây giờ cực kỳ xấu. Cậu giúp trang điểm cho mình được không? Sắc mặt An hình quá tái nhợt, cũng rất yếu, khiến người tôi cảm thấy thương xót. Cô ấy không muốn Lý Văn lo lắng. Tô Yên gật đầu, lấy mỹ phẩm trong túi ra, trang điểm nhẹ nhàng và tô son cho An Hinh, trông có khí sắc hơn nhiều rồi. Tô Yên cất son môi đi, do dự hỏi, "Hinh Hinh, cậu đối với Lý Văn?" An Hinh nhìn mình trong gương nói, "Chúng mình vẫn luôn là bạn tốt." Tô Yên hiểu rồi, trước đây hai người họ không thể đến được với nhau, sau này càng không có khả năng. Chuyện của An Minh giống như cái gai trong lòng An Hinh. Cả đời này không thể nhổ bỏ. Nhà họ Lý chỉ có một cháu Đích Tôn, An Hình không thể sinh con, vì vậy Lý Mục Sinh và Lưu Tuyết Lam có lẽ sẽ không chấp nhận An Hình nữa. Con đường của hai người này trở nên gập gành hơn. Tô Yên đi ra ngoài, để Lý Văn vào, đóng cửa cho họ, để lại không gian cho họ. An Hình ngồi ở mép giường, nhìn Lý Văn ngồi trên xe lăn, giống như lúc trước, hung dữ nói, anh không ở yên trong bệnh viện dưỡng thương, tới tìm tôi làm gì hình hình lý văn nhìn an hinh vô cùng đau lòng anh tôi có thể nhìn ra an hinh đã khóc hai mắt sưng đỏ cho dù có trang điểm cũng không thể che đi nghe nói em nhập viện nên anh đã bảo mẹ đưa đây hình hình em đã khá hơn chưa an hinh lắc đầu không sao không chết được anh mau trở về bệnh viện dưỡng thương đi hình hình có phải an minh bắt nạt em không anh đi tìm thằng khốn đó tính sổ lý văn chuyện của tôi không liên quan gì đến anh sau này anh đừng lại tìm tôi anh thật sự làm tôi thấy rất phiền, tôi không có nhiều hơi để để ý đến anh. Tôi đã sớm nói rằng tôi không thích anh, tại sao anh vẫn thích dính vào tôi như một keo con chó? An Hinh càng nói càng kích động, cô ấy chỉ hy vọng Lý Văn sẽ ngừng đến tìm cô ấy. Hinh Hinh, em làm sao vậy? Có phải lại đến tháng rồi không? Đúng rồi, lần này anh đã lên Baidu tra thử, đường nâu nấu với gừng có thể giảm đau. Anh biết vì sao tôi nhập viện không? An Hinh bình tĩnh cắt ngang lời nói của Lý Văn, tôi bị sảy thai, đứa trẻ là của An Minh, sau này tôi không thể sinh con được nữa. Câu nói ngắn gọn này, đối với Lý Văn mà nói, giống như một tia chớp giữa trời xanh. Em và An Minh không phải là, anh em sao? Bên ngoài phòng bệnh, Lưu Tuyết Lam và Tô Yên ngồi trên băng ghế trong hành lang chờ. Tiểu Yên, nói cho mẹ biết sự thật, An Hinh nó, rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nghe nói rằng An Minh đã từ chức chủ tịch của tập đoàn An Thị, An Hinh nhập viện là vì xảy thai sao? Lưu Tuyết làm trước đó đã tìm người hỏi qua, cũng không dám nói với Lý Văn. Trong nhà họ An có biến đổi lớn như vậy, khiến người ta ngạc nhiên và cũng khiến người ta khó hiểu. Dù sao người ngoài làm sao đoán được An Minh và An Hinh không phải anh em ruột. Mẹ đỡ đầu, mẹ đã biết rồi, Tô Yên không muốn nói chi tiết, chỉ nói, "Hinh Hinh cũng là người bị hại." lưu tuyết lam hiểu chuyện không hỏi thêm câu nào nữa lý văn ở trong phòng bệnh gần nửa giờ khi đi ra sắc mặt khó coi khóe mắt ướt át không nói lời nào an hinh ngồi phịch xuống giường thẫn thờ nhìn bóng lưng lý văn rời đi cả hai nói gì trong phòng ai cũng không thể biết kể từ đó lý văn không đến tìm an hinh nữa anh ta giống như biến thành một người khác lưu tuyết lam nhịn được nói với tô yên tiểu văn đã hoàn toàn thay đổi rồi lúc trước nó nói rất nhiều nhưng bây giờ cả một ngày cũng không nói một lời. lúc trước không thích nghe chuyện của công ty, bây giờ tích cực đến nỗi Lý Văn thay đổi, An Hinh cũng thay đổi trong im lặng. sau khi An Hinh xuất viện, tôi Yên nhờ để cô ấy ở biệt thự Nam Sơn dưỡng thương. bé ba với bé Tư đều ở nhà cũ nhà họ Lục. Tội Yên lo lắng An Hinh nhìn thấy nhiều trẻ con sẽ không thoải mái trong lòng. biệt thự Nam Sơn yên tĩnh, có người hầu trông nom, Tội Yên ngày nào cũng tới thăm. An Hinh không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, điều này khiến Tô Yên khá là đau đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ có vấn đề về tâm lý. Lục cận Phong mỗi ngày một cuộc điện thoại, một video, đúng giờ báo cáo. Không ngờ Lục Cận Phong đã đi được hơn nửa tháng, Tần Trấn Lâm là người oán hận nhất, bỏ ra 1 triệu 50 triệu mua nhà, nhưng thế giới của hai người còn không thấy bóng. Lệ Uyển cùng với bé ba bé Tư và Kawaii ở cùng nhau đã lâu, bà có chút không lỡ xa bọn nhỏ. Lục Cận Phong không có ở nhà, Tô Yên cần phải nhúng tay vào công việc của công ty, cô còn phải để ý đến tâm tư của An Hinh, cũng như phải chăm sóc bọn nhót, Tô Yên bận đến ba đầu sáu tay không hết, Lệ Uyển đương nhiên ở lại giúp đỡ, sống cùng với Tô Yên. Tần Trấn Lâm cả ngày chỉ có một mình, đơn độc trong phòng trống. Lúc này ông ta mới nhận thức được bản thân mình bị con rể lừa. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh lần này đi cùng nhau, đến cả một tin tức cũng không có. Tô Yên cố gắng hoàn thành công việc ở công ty, tự mình xin nghỉ hai ngày, quyết định đưa An Hinh ra ngoài đi dạo để thư giãn. Tô Yên đã phải nói rất nhiều với An Hinh, An Hinh mới đồng ý ra ngoài đi dạo. Tô Yên quyết định đưa An Hinh đến núi Mi Lẫm, phong cảnh núi Mi Lẫm rất đẹp, không khí trong lành, biển mây và bình minh cũng là nét độc đáo của núi Mi Lẫm. Tô Yên lái xe, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người họ lên núi vào buổi chiều, để chuẩn bị ngắm mặt trời mọc vào ngày mai. Tô Yên cũng đặt phòng ở một khách sạn trên núi, khách sạn ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Đến khách sạn đã là buổi tối, Tô Yên đang đậu xe ở bãi đậu xe, đuôi xe đột nhiên huỳnh một tiếng, xe đã bị đụng trúng. Tô Yên thò đầu ra nhìn, đối phương cũng thò đầu ra, hai người nhất thời sững sốt. Là Sở Hướng Nam. Tô Yên không ngờ sẽ gặp Sở Hướng Nam ở đây. Sở Hướng Nam đưa Vạn Linh Nhi đi du lịch. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tô Yên Sở Hướng Nam kinh ngạc, trong lòng có một niềm vui sướng không nói lên lời. Mỗi lần gặp lại Tô Yên, Sở Hướng Nam luôn cảm thấy Tô Yên xinh đẹp hơn trước một chút, cho dù mỗi lần anh bị Tô Yên, hoặc bị Tô Yên đá xuống nước, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của Tô Yên trong trái tim anh ta. Không có được, nên suốt ngày gây rối. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Sở Hướng Nam là anh ta đã làm bạn trai của Tô Yên trong một năm đừng nói là thịt, đến cả canh còn không không uống được, thật đáng tiếc. Hết tập 33